Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Brian Huỳnh. Hôm nay mình sẽ đi giải thích cho mọi người về một cái thuật toán trong lập trình, đó chính là Bubble Sort, hay còn gọi là thuật toán nổi bọt. Thuật toán này nó cũng khá là đơn giản các mọi người, là một trong những cái thuật toán đơn giản nhất và dễ nhất trong cái lập trình. Thì mọi người cùng đi tìm hiểu thuật toán này nhé. Thuật toán này với cái giống như một cái đề quy, sẽ so sánh phần tử theo cặp nha mọi người. Đó là phần tử thứ nhất với phần tử thứ hai, xong rồi thứ hai với thứ ba, rồi cặp tiếp tục cặp thứ ba với thứ tư với thứ năm cho đến hết cái mảng đó. Thì nó sẽ tìm sắp xếp lại được một cái mảng theo chiều theo cái giá trị mong muốn là tăng dần hoặc là giảm dần. Ok, bây giờ mình cùng demo với mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ có cặp thứ nhất là 5 với 4, đúng chưa mọi người? Đó, bây giờ 5 với 4, nếu mà 5 mình bây giờ mình sẽ sắp xếp theo chiều hướng là tăng dần. 5 lớn hơn 4, có phải lúc này nó sẽ chuyển đổi thành là đổi vị trí cho nhau nhé. Lúc này sẽ 4 với 5. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục nó sẽ đi so sánh hai thằng này. Đó. Bây giờ 5 với 0. Đó, 5 lớn hơn 0, tiếp tục nó sẽ đảo chiều, đúng mọi người? 0, 0, 5. Rồi, tiếp tục nó đi so sánh thằng này với thằng này. Được, thấy không? Bây giờ 5 với 7, 5 không lớn hơn 7 thì không có đảo chiều, giữ nguyên. Tiếp tục 7 lớn hơn 9 không mọi người? 7 không lớn hơn 9 thì nó sẽ không có đảo vị trí. Tiếp tục mình đi so sánh 9 với 6, 9 lớn hơn 6 mọi người, bây giờ nó bắt đầu đảo vị trí, đúng không mọi người? Bây giờ nó sẽ bắt đầu ở vị trí là đang 6 và 9. Đúng chưa? Đó. Thấy chưa mọi người? Điều lúc này là 6 và 9. Ok, thì nó sẽ được một sau khi nó chạy một cái vòng to, đúng chưa? Sẽ được 6 và 9. Bây giờ mình ok, để mình copy ở đây. Bây giờ mình sẽ ghi lại vào cái mảng đầu tiên, đó là gì? 5 5 4 0 7 9 6. 4 0 7 9 và đây là số 6, đúng chưa? Tiếp tục bây giờ nó sẽ tiếp tục đi chạy tiếp và từ cái mảng này thêm cho mọi người. Bây giờ mình có 4 lớn không mọi người, hai phần tử này nè, thì có phải là lúc này 4 lớn không, 4 lớn không, đúng chưa mọi người? 4 lớn không thì nó sẽ đi đảo đảo chiều. Thế là đảo chiều là 0, 0 và 4. Được chưa? Đó, 0 và 4. Cái này bây giờ 4 với lại gì? 4 với 5. 4 với 5 nó 4 không lớn hơn 5 thì nó giữ nguyên, không có đảo vị trí. 5 với 7, 5 với 7 thì mọi người thấy đây nè, 5 với 7. À, không có lớn hơn thì giữ nguyên. Bây giờ 7 nè, 7 với 6 mọi người thấy không? 7, 6 ở đây. Thì có phải lúc này là 7 lớn hơn 6 thì mình sẽ đảo vị trí 6 cho 7, sẽ mời 6 ở dưới. Dưới đây là 7. Trên đây sẽ xuống như này. Đấy. Bây giờ 9, mọi người thấy 9 không ạ? 7 với 9 nó có lớn nhau mọi người. Không, đúng chưa? Đó, bây giờ tiếp tục, ví dụ mình thử tiếp tục nhé, tới đây. Phải nó đi chạy thêm một cái vòng đây, không có lớn hơn 4 không? Không. Tiếp tục nó chạy hết hai cái cặp này, 0 4 4 5 5 6 6 7 7 9. Không có thì cuối cùng nó sẽ return lại một một cái mảng cuối cùng ở đây. Đúng chưa? Thì đây chính là cái kết quả cuối cùng. Yeah, ok. Đó, thì mọi người thấy kết quả cuối cùng là một cái mảng được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Và bây giờ mình sẽ cùng với mọi người đi demo cái thuật toán này trong Python như thế nào nhé. Def bubble sort array, mình sẽ lấy cái độ dài là lean array for i in range
N for J in range I N minus 1 and minus I. Thế giải thích một chút xíu ở đây thì khi cái vòng lặp mình cho cái thằng J này nó chạy thì nó so sánh từng cặp đúng không mọi người? Có phải lấy thằng này với thằng này thì mình chỉ chạy tới cái thằng cuối này thôi. Nhưng mà khi mình chạy cuối, khi mà nó sắp xếp được một cái thằng lớn rồi đó, thằng lớn rồi thì nó không có, nó sẽ bỏ cái thằng này, nó không chập, không chạy lại nữa. Cho mọi người mỗi lần như vậy nó sẽ không chạy lại cái thằng này nữa, đã sắp xếp được rồi sẽ không chạy lại nữa. Đó. Như hồi nãy mình giờ mình sẽ cùng demo, sau đây mình sẽ quay trở lại để mình giải thích một chút xíu nữa mọi người nhé, để cho mọi người hiểu rõ hơn trong cái bài toán này mình làm nhé. Bây giờ tiếp tục mình sẽ so sánh array j, nếu mà lớn hơn cái thằng array j cộng 1, tức là thằng này đó, lớn hơn thằng này thì mình sẽ tiến hành, đó chính là đảo vị trí. Một đó, đúng chứ mọi người. À, sau khi nó chạy hết cái vòng thì đến cuối cùng nó sẽ là return lại là cái mảng đó. Giờ bây giờ mình cùng test nhé. Okay. Bubble short, hồi nãy mình có cái mảng là 540796 đúng không mọi người? 540796, ok. Mình thử test tiếp với mọi người cho mọi người thấy. Đây mình sẽ test là bubble Python bubble short. A is not defined. Ok, sorry. Sai một chút xíu chỗ này. Bây giờ mình chạy lại nhé. 405679. Đó, mọi người thấy không? Kết quả vừa rồi đã chính xác. Bây giờ mình còn có một cái cách khác nữa. Để đây cho mọi người thấy nhé. Để cái test ở này giữ đi. Mình cũng đi làm một cái bubble short. Đấy. Mình cũng sẽ cho n lúc này sẽ bằng là len array 1. Okay. Rồi mình cho một cái trạng thái, tức là cái flag giống giống cái cờ đó. Trạng thái lúc này là nó chưa được sắp xếp, cái mảng này chưa sắp xếp là false đó. Đúng rồi, ban đầu là mảng chưa được sắp xếp. Rồi mình sẽ cho một cái phòng while loop ở đây, not sorted. Ở đây có nghĩa là nó sẽ chạy cho đến khi bằng true thì nó sẽ dừng lại nha mọi người. Đó. Run until is true. Nghĩa là khi mà khi bằng true thì nó sẽ stop. Ok. Giờ mình sẽ cho thằng sorted này nó sẽ lên bằng true. Đúng chưa? Rồi for i in range in trạng thái này. Rồi if lớn hơn array e i plus 1 e cộng 1 chưa, thì cái sorted này
sẽ bật lên hình trạng thái là false. Thì đấy. Thì cộng 1. Đã quy trí lại đó mọi người. Đó. Và sau khi các gọi này return lại em này, mình thử chạy lại nhé. Không 4 5 6 7 9, ok, mới chạy demo lại cho mọi người. Giờ mình thử demo lại thêm một cái nữa ở đây. Trên đây mọi người có 1 4 7 7 6 5 9, 4 7 7 6 5 9. Quá trời quá đất này. Ok rồi. Mình coi mình chưa copy. Copy rồi. Paste. Rồi chạy lại thử 1 4 5 6 7 7 9. Đó, vừa rồi mình đã demo cho mọi người thấy rồi đó, đúng mọi người. Ok, thì có hai cái cách như vậy. Mọi người có thấy cái cách nào dễ hơn thì mọi người làm. Ok, thì mình quay trở lại một chút xíu, nói một chút xíu chỗ này. Là khi mọi người thấy không, mỗi lần khi mình cái vòng này nó sẽ chạy lại đúng không, thì mình phải tìm vì sao, lý do tại sao mình phải trừ y ra ở cái phương pháp thứ nhất. Cách thứ nhất thì tại vì nếu mà nó đã sắp xếp được chính rồi đó, cho nên nó sẽ chạy cho tới này thôi, thì mình sẽ trừ trừ một cái mảng này thì ra, nó không không chạy tiếp nó thì nó đỡ tốn dung lượng của máy. Như mọi người thấy là vậy. Ok, vừa rồi là mình đã demo cái thuật toán bubble sort hay là thuật toán nổi bọt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, subscribe và share mình để mình có những cái động lực làm tiếp những cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ. Goodbye. Thank you for watching.